Quý vị và các bạn thân mến, khác với nhiều năm, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài hơn thường lệ với 4 ngày nghỉ. Cũng vì vậy mà rất nhiều gia đình và các nhóm bạn trẻ đã lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng thăm thân từ sớm. Càng sát lễ, giao thông càng trở nên đông đúc. Vì vậy, quý vị và các bạn nên lưu sẵn một số lưu ý khi di chuyển bằng đường hàng không để tránh những ảnh hưởng đáng tiếc từ chuyến hành trình của mình. Trong dịp cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, VNA Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco khuyến nghị hành khách mua vé trên các kênh chính thức để đảm bảo quyền lợi. Hành khách lưu ý mua vé trên website, đại lý, phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn để tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá. Đối với hành khách mua vé trên website, cần đặc biệt chú ý truy cập đúng địa chỉ chính thức của Vietnam Airlines. Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể tải ứng dụng Vietnam Airlines về thiết bị di động và mua vé trên ứng dụng. Hành khách bay quốc tế cần lưu ý kiểm tra nơi bán vé về thủ tục nhập cảnh ở quốc gia điểm đến. Do nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tình trạng hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi tại khu vực làm thủ tục chuyến bay, kiểm tra an ninh ở các sân bay có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến việc lên tàu bay đúng giờ của hành khách cũng như lịch khai thác các chuyến bay của hãng. Để đảm bảo kế hoạch và sự thuận lợi đi lại, VNA Group gồm 3 hãng là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco khuyến cáo hành khách đi tàu bay cần theo dõi chặt chẽ thông tin từ các hãng hàng không, chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành dự kiến 2 tiếng để hoàn thành thủ tục hàng không. Để không phải xếp hàng chờ đợi làm thủ tục tại sân bay, hành khách có thể làm thủ tục trực tuyến tại website vietnamairlines.com, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc làm thủ tục trực tiếp tại quầy kiosk check-in tại sân bay, làm thủ tục qua điện thoại theo số tổng đài 1900-6265 nếu đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, hoặc làm thủ tục trong thành phố in-town check-in nếu đi từ Hà Nội, Đà Nẵng. Trong những trường hợp bất khả kháng đến sân bay muộn, hành khách có thể tìm sự hỗ trợ từ các nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines tại sân bay. Đội ngũ phục vụ của Vietnam Airlines không chỉ luôn sẵn sàng hỗ trợ về các vấn đề thủ tục, mà còn luôn nỗ lực để mang lại cho hành khách những trải nghiệm đáng ngạc nhiên trên hành trình nâng tầm dịch vụ của hãng. Dịp Quốc khánh năm nay, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch tăng cường thêm nhiều chuyến bay trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9 với tổng số 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Hãng sẽ ưu tiên khai thác tần suất cao trên các đường bay du lịch kết nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt. Do nhu cầu đi lại tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không sân bay. Trong thời gian này, các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không được yêu cầu tăng cường nhân lực, tích cực phối hợp, chuẩn bị kỹ các kế hoạch, phương án phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra, áp dụng tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát an ninh hàng không như tăng cường kiểm tra trực quan, kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ, nhận biết hành vi bất thường. Các hãng hàng không được yêu cầu phải nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của hành khách. Đặc biệt, hành khách là người cao tuổi, người khuyết tật. Xây dựng phương án, tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định. Với những thông tin vừa rồi, hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những chuyến bay an toàn, thoải mái và tận hưởng kỳ nghỉ lễ một cách thảnh thơi, vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.